Đây là tên của bài hát. Cô gái nào là người quá khứ? Cô gái đến từ hôm qua. Lên. Lại là tên của bài hát. Cô hàng nào không bán đồ ăn, chỉ bán đồ uống? Có phải là cô bán nước mía không ta? Cô hàng nước. Lên. Dễ mà, mấy này dễ mà. Câu đố chữ. Chơi gì khiến ta mất định hướng? Chơi vơi giữa không trung. Chơi vơi ạ. Lên. Chơi vơi giữa không trung, chơi vơi là được rồi. Còn không trung ở đây nữa. Trong bài hát Dạ Vũ của Tăng Duy Tân, cô gái đã dành cả tương lai để đổi lấy điều gì? Dành cả tương lai để đổi lấy nói buồn. Hả? Hả? Nói buồn. Hát đi ạ. Em nghe bạn ấy hát, em mới đoán là nỗi buồn à. Không, mình phải biết cái lời chứ. Còn vậy là có người nhắc. Xin em biết rồi, nỗi buồn. Không, chính xác, có người nhắc. Em hát nỗi buồn, chị mới hát nỗi buồn thôi em. Chính xác là nỗi buồn. Nhưng vì nhắc lại không được công nhận. Đố chữ. Mẹ bắt Linh phải cột tóc cho gọn gàng gọi là gì? Bắt buộc. Lên. Các cặp đôi yêu nhau khi dừng làm người thương sẽ thường là gì với nhau? Người thương sao hái người dưng, người dưng. Người dưng lên. Dừng làm người thương có nghĩa là thường làm người dưng. À. Rồi. Trong lời bài hát sao cũng được. Tia nắng lạc đường đã đi theo cái gì? Tia nắng lạc. Biết bài đó không? Dạ không. Ta yêu lấy một người bình thường để đem về thầm nhớ thương. Đó, hát vậy thôi. Đi theo nhớ thương à? Không, chính xác. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tâm thương. Con tôm được sinh ra vào năm con cọp sẽ thuộc giống tôm gì? Tôm được sinh vào năm con cọp. Dễ mà. Cọp là dần đúng không ta? Ờ. Tôm dần. Không phải. Ê, tôm không phải. Chị liệt kê các loại tôm ra. Tôm sú, tôm tít. Tôm tôm ba thẻ. Bự nhất á, con bự ba thẻ. Tôm hùm. Tôm hùm. Tôm hùm ạ. Chắc chưa? Tôm hùm ạ. Lên. Hùm là cọp đó. À. Bắt gì giúp mình biết trước được tâm lý hành động đối phương? Bắt được suy nghĩ của người khác. Bắt tâm lý. Bắt chí. Em không biết câu này ạ. À? Rồi, không chính xác. Bắt bài. Bắt gì? Bắt bài. Bộ phận cơ thể con người nào chứa nhiều thành phần nước nhất? Miệng ạ. À. Không chính xác. Não. Trong câu tục ngữ tháng 7 heo may chuồn chuồn bay thì bão, từ heo may nghĩa là gì? Heo may. Hết giờ. À, như vậy là em mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Rồi, khó. Khó không? Khó à? Dễ mà, khó đâu. Khó rồi. Xem thuyết minh sớm nhất trên ứng dụng VION.